Được rồi, tối mày đừng có ra đấy quay, ra đấy toàn mã dài người ta mới chôn nhiều ma lắm. Mà dài mà gì hả chị? Mã dài là người ta vừa chết xong người ta vừa chôn xong ấy, nhiều ma lắm. Ô thế á? Không Ừ. sao, em không sợ. Không sợ. Chị sợ lắm, về mà mày bị nhầm thì tao sợ lắm, tao không chơi với mày nữa đâu. Không sao đâu. Cảm ơn chị nhá, thông tin khá là hữu ích. Hello và chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Mõm đây, và chúc các bạn xem video của mình vui vẻ các bạn nhá. Ok, thì hôm nay mình đang thực hiện một cái thử thách cực kỳ là mạo hiểm luôn. Đó chính là thử thách 24 giờ ngoài nghĩa địa nhá. Hiện tại là chỉ có một mình đang ở đây thôi nhá. Và nếu mà trong video các bạn thấy xuất hiện ra người thứ hai ấy thì sẽ là một ai đó mà các bạn biết rồi đấy. Và hiện tại mình ở đây ấy là mình chỉ có một mình thôi. Những thành viên ở trong team mình đang ở nhà nhá, mình không cho ra bởi vì là cái này hơi mạo hiểm với các bạn. Và mình cũng muốn thực hiện thử thách một mình để xem là cái giới hạn của mình đến đâu. Ok, bây mình sẽ quay xung quanh cho các bạn xem nhá. Và cũng quay cho bạn xem cái lều của mình và thức ăn dự trữ của mình. Ok. Đây chính là vị trí lều của mình. Còn xung quanh là nghĩa địa các bạn nhá. Đó. Đó bạn thấy không? Đây để mình đi sâu sâu vào các bạn xem nhé. Và hiện tại bây giờ là 12 giờ nhá bạn nhá. Giờ của người âm ấy các bạn ạ. Thì hiện tại xung quanh mình đang là một cái cảm giác rất là rợn, rất là lạnh. Đó, thực sự rất là lạnh luôn. Và ngay ở bên dưới lớp đất thôi thì có biết bao người đang nằm ở dưới đây. Và hôm nay mình tá túc qua đêm ở đây, mình cũng có một cảm giác cũng một chút sợ nha bạn nhá. Và mình thực hiện thử thách này chỉ có một mình thôi, bởi vì là mọi người cũng không ai dám ra ấy. Thực sự các bạn luôn là bây giờ mình đang rất là đói, bên mình phải nấu ăn các bạn ơi. Mình có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Đầu tiên mình mang đi là một cái bếp ga nhá. Đây là dầu ăn. Đó. Đây là xì dầu Chinsu. Đây là thịt hộp nhá bạn nhá. Đúng chất sinh tồn luôn. Đó. Sinh tồn ở ngoài nghĩa địa. Rồi, đây là xúc xích này. Cái này là cái gì đó, đồ ăn Trung Quốc mình không biết nữa, mình mua mình ăn thử. Rồi, đây là cánh gà nhá bạn nhá. Cánh gà Trung Quốc. Đó. Mình có mang theo cả mì tôm để trưa mai mình ăn hoặc là mình ăn buổi sáng. Đây là hai quả trứng để tí mình chiên để ăn cơm nhá. Còn đây là cháo sen các bạn ơi. Cháo sen. Và tiếp tục đó là thịt lợn hộp nhá. Và cuối cùng đó chính là một chai C2 nhá bạn nhá. Ok, quên mất mình để cơm ở trong này, mình quên các bạn ạ. Mình mang cơm từ nhà đi để tí mình ăn với cả trứng. Ở trong đây thì khá rộng rãi. Đó, có chăn này, có đệm này. Tối nay mình ngủ ấy, mình sẽ đóng cái cửa này lại nhá. Đây có một cái cửa lều đấy, mình sẽ đóng lại. Các bạn biết tại sao rồi đấy, mình rất là sợ. Thật sự là mấy chỗ như này thì mình không nên quay các bạn ạ. Mình chỉ quay qua qua thôi nhá. Đó. Thực sự rất rất chi là lạnh luôn bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ nấu ăn nhá. Thực sự bây giờ rất là đói và ở ngoài rất là lạnh, mình quên mình không mang theo cái áo ấy. Tí vào trong kia thì có chăn rồi, rất là ấm luôn. Thì mình sẽ ăn cơm với trứng nhá. Trứng rán. Đây, cơm đã chuẩn bị từ trước đó. Trong khi chờ chảo nóng ấy thì mình sẽ review cái cánh gà Trung Quốc nhá. Đây. Ui. Thơm ấy. Ngon đấy. Mình vẫn hơi giận giận. Thôi cất đi tí vào trong lều ăn các bạn ạ. Không, vì không có gì ăn trong lều hơi chán. Mình còn không có mạng các bạn ạ, nên là không chơi game. Rồi nấu ăn xong tính tiếp. Một tay hơi khó. Đấy, cho vào quậy quậy lên tí xong. Cái chảo này nó cũng sắp hết trống dính rồi bạn ạ. Đấy. Đó. Rồi quậy quậy lên rồi xong. Đây. Rất chi là ngon luôn. Mời bạn nhá. Mời các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị ăn nhá. Uầy, làm miếng to cái. Cực kỳ là ngon luôn. Tối giờ mình chuẩn bị mình chưa có ăn cái gì hết. Khả năng là ăn xong mình phải chui vào trong trong lều trốn các bạn ơi. Phải đóng chặt cái cửa lều lại.
xong mình sẽ ở trong đấy nhá, yên vị đến sáng là an toàn. Thì sáng thì vẫn có người qua lại bình thường đúng không? Xong bắt đầu là đến 12 giờ của ngày mai, tức là 12 giờ đêm ấy, là mình sẽ hoàn thành thử thách nhá. Cực kỳ là mạo hiểm luôn, nên là các bạn nhớ cho mình xin một like nhé bạn nhá, để có động lực ra thật nhiều clip hay hơn, hay hơn này luôn. Và tôi sẽ làm clip 24 giờ đi trên biển nhá, đi bằng cái thuyền gỗ thôi. Ok. Và bạn có ý tưởng gì hay comment bên dưới nhá. Mình ăn khá là tốn trứng nhá bạn nhá, chia hết cơm đã hết trứng rồi, bây còn cơm không rồi. À đây, đây thịt hộp đó. Ui ôi té luôn này. Ui thơm ấy. Cái này thì không cần phải nấu đâu, mà ai thích nấu nấu, mà không thích nấu thôi, ăn nửa hộp thôi, sáng đói còn có cái mà ăn. Đây mời bạn nhá. Thực sự rất là ngon luôn. Ăn xong cơm mình sẽ đi ngủ nhá, để thời gian trôi qua nhanh hơn, chứ mình không thức được cùng các cụ. Các cụ đây là các cụ giờ đang đi vi hành các bạn ạ, đang đi xung quanh, mình khá sợ. Hiện tại là mình cũng khá lo các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vào trong đây nhá. Đây rồi, đấy, cứ mình mong chờ đây rồi. Đi ngủ để xếp thời gian. Đó. Đóng cái này lại các bạn ạ. Mình không dám hé ra một tí, dù chỉ một tí nhá bạn nhá. Rất sợ luôn. Đây, cho bạn xem này. Trong này có đệm nhá. Mình đóng kín hết rồi bạn ạ. Mình có một cái lỗi sợ là đi ngủ ấy, là phải chùm kín chăn, không để hở chân, sợ bị kéo các bạn. Đó, hiện tại dưới đất này này, các bạn cũng biết rồi đấy, là rất nhiều người mất người ta nằm dưới này. Thì ở dưới này mình ngủ cũng thấy hơi lạnh ấy các bạn. Tôi không biết là các YouTuber khác là làm 24 giờ có về nhà ngủ xong là sáng hôm sau ra quay tiếp không. Nhưng mà mình làm 100% nha bạn nhá. Trời đất trứng giám, các cụ ở đây trứng giám. Ok. Cái ngon đấy. Tiếng gió bạn ạ, tiếng gió rít. Từ làm miếng nước rồi mình sẽ nói chuyện tiếp nhá. Nói chung là mang cái lều đi cũng gọi là lý tưởng các bạn ạ. Đúng gọi là túp lều lý tưởng luôn. Bởi vì là cái lều này có thể giúp chúng ta chắn muỗi này, chắn gió lạnh này. Và kiểu như là đêm mình ngủ mình hay bị kiểu thức giữa chợt ấy. Và ví dụ là làm thử thách mà không mang lều đi mà trải cái đệm nằm không ấy, đêm mình hay mở mắt ra, ví dụ mình nhìn thấy một cái gì đấy thôi chắc là xin vĩnh biệt cụ. Ui, chết. Quên mất mình đang ở ngoài nghĩa địa. Thôi mình nói bé bé rồi các bạn ạ. Giờ này thì người âm đang đi lại rất nhiều ấy, nên là mình sẽ kiểu không muốn làm phiền ấy. Ok. Chắc là bây giờ đi ngủ giết thời gian bạn ơi. Mong sao trời sáng sớm. Nếu mà tính ra ấy, 12 giờ này, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ là trời bắt đầu chuyển sáng rồi nha bạn nhá. Tức là còn 6 tiếng nữa. Đó. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Thật sự đây là một cái trải nghiệm khó quên của mình. Kiểu là ở bên trong thì rất là ổn đúng không? Nhưng mà nằm ấy cứ suy nghĩ ở bên ngoài ấy, rất là ghê luôn. Sự là ở bên ngoài có vài cái tiếng gió rít này, xong là tiếng linh tinh lên, nhưng mà mình không biết là tiếng gì. Thôi cứ cho đấy là mấy con chuột đồng hay là cái gì đó đi. Mình không nên nghĩ linh tinh đến chuyện tâm linh nhé bạn nhé. Sự là ở bên trong thì cảm giác an toàn. Nhưng mà ví dụ ấy, các cụ ấy là ma đúng không? Các cụ đi xuyên được vật thể ấy, mình nghĩ là đi xuyên vào lều chuyện bình thường. Thôi, mình không làm điều gì ác, mình không sợ. Nói chung là thực hiện thử thách này thì mình ở ngoài này mình ngoan. Đấy, ví dụ mình đi vệ sinh mình phải ra tít thoát khỏi nghĩa địa thì mình mới dám đi. Tí mình mà đi vệ sinh ấy thì mình sẽ quay bạn xem nhé. Ok, bây giờ thì ngồi cố gắng ngủ tiếp. Mà cái đèn này của mình cái đèn này của mình là cũng sắp hết pin rồi bạn ạ. Không biết là khi nó hết pin ấy
mà mình ở đây không có đèn thì mình sẽ như thế nào, thực sự mình không dám nghĩ tới luôn. Ok, thôi tắt tạm đi bạn ơi. Ui ở đây còn chế độ nhảy nữa. Ở đây là vị trí lều nhá bạn nhá. Để mà đi ấy được thì các bạn cũng tự hiểu mình đi đâu đúng không? Tại vì ở đây không nên đi lung tung bừa bãi được. Đấy, phải đi qua con đường này. Thực sự là rất là lạnh luôn. Đây, xung quanh này. Đây, có cái đường đây. Các bạn ơi, mình đang đi ấy thì các bạn nghe tiếng gì không? Đây. Các bạn phải nghe kỹ rồi. Có tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật của cái đài cassette đấy các bạn. Thôi mình quay trở lại lều đây. Tí mình sẽ giải thích bạn nhé. Hiện tại mình đang ở trong lều nhé bạn nhé. Vừa nãy mình đi ấy thì mình có nghe được cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật của cái đài cassette ấy, tức là cái đài âm thanh ấy. Thì họ chôn cái đài ở trong cái quan tài nhé bạn nhé. Là tức là cái đài ấy phát ra âm thanh từ dưới lòng đất, tức là cái mộ là vừa mới chôn các bạn nhé. Và thực sự là mình đi qua mình rất là sợ luôn. Bây giờ mình sẽ ở trong đây và mình sẽ không đi đâu nữa. Cái giải quyết nhu cầu của mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ ở đây thôi. Thực sự là mình làm cái video này không phải là câu view câu like bạn nhé. Bình thường lượng view của mình cũng vẫn rất là nhiều. Đó. Nên là mình làm clip ấy, mình cũng chỉ muốn là cho bản thân mình trải nghiệm và cho các bạn có một cái trải nghiệm chung cùng mình ấy, kiểu là các bạn xem mình làm gì cũng như là trải nghiệm chung với mình. Ok, chắc khả năng là mình sẽ đi ngủ luôn và mình sẽ không cố gắng thức thêm nữa. Đó, để thời gian trôi nhanh hơn nhá. Ok, mình vừa làm chợp mắt được 8 hay 10 phút gì đấy ấy, thì ở ngoài có tiếng rầm một cái. Các bạn ơi, vừa có cái tiếng rầm một cái mình mới ngủ được 8 hay 10 phút ấy, không dám mở ra luôn ấy. Thực sự tiếng rầm rất là to luôn ở cái khu vực mà mình để xe máy ấy. Không biết là mình ui xe máy mình đổ các bạn ơi. Chết rồi bạn ơi. Không biết mình làm gì sai đi. Cái này là mình không quay được nhá bạn nhá. Cái này mình đang mới ngủ được 8 hay 10 phút gì đấy, hay là một tiếng gì đấy mình không nhớ, nhưng mà nghe tiếng uỳnh cái xe đổ quá đây, mình không quay kịp. Khả năng là mình phải về các bạn ơi. Ra đi trong sự yên lặng. Ui, rất là sợ, các bạn phải hiểu cái cảm giác của mình ở đây một mình, xong là cái xe máy có đổ rầm cái. Gió thì mình nghĩ không phải gió bạn ạ. Mình đảm bảo luôn không phải gió. Nhẹ nhàng. Kệ vứt xe máy đấy, tính sau các bạn ơi. Nhầm đặt vào mộ ơi. Ra đến đây mình yên tâm các bạn ạ. Thực sự luôn ấy, là mình giật mình cực kỳ luôn ấy, mình đang nằm ngủ. Mình bỏ xe, bỏ hết đồ đạc đấy rồi. Chắc là tí về mình sẽ gọi anh em ra lấy. Giờ mình không dám quay lại đấy nữa. Và từ giờ mình sẽ không làm những clip như này nữa nhé bạn nhé. Cái này thật 100% nhá. Cái này không diễn. Thề không diễn. Bảo gió thì mình không tin được.
Thật sự mình không tin được đấy là gió luôn. Gió không thể làm mà thổi được cái xe máy bạn nhé. Đây, hiện tại là mình đã về đến cổng làng của mình rồi nhá. Sự rất là sợ luôn. Một cái trải nghiệm cực kỳ đáng sợ đối với mình. Cái này mà ai bảo diễn là mình chịu. Chịu thật luôn ấy. Nếu mà mình diễn ấy, mình cũng đã quay cái cảnh đổ xe hay là cái gì đó bạn xem đúng không? Nhưng mà cái này mình không quay được. Mình không quay được mới là chuyện. Mình mà quay được nhá, tôi đảm bảo luôn, cái clip này viral khắp cõi mạng luôn. Tức là sẽ xu hướng toàn bộ luôn ấy. Thật. Thật. Mình chả tin. Chắc là... Không, mình về đây làm gì? Cái gì nhỉ? Đồ đạc xe cộ còn đang ở đấy kìa. Tí bạn với cả Tuấn ra lấy đi. Ok. Bình thường. Thật. Đức tin bảo trên đời này có ma. Đã bảo rồi. Vừa nãy nhá, mình có phải là mình tắt máy quay mình đi ngủ đúng không? Ừ. Chắc ngủ được tầm 20 phút gì đấy. Ừ. Xong à, dầm một cái. Thật. Dầm cái gì mới được? Cái xe máy đổ. Chắc... Gió không thổi được như vậy đâu. Chắc bạn gạt chân trống để chân trống nó kiểu nó bị khuỵu một tí này, gió thổi nhẹ cái nó té xuống. Nói chung là bạn cứ rơi vào cái hoàn cảnh như mình hiểu. Thế này. Ủa mới dậy à? Anh thề mày luôn. Anh đang làm. Đừng nghe. Không, đừng rủ tôi đi. Đừng nghe đấy không? Cũng kiểu là đang nằm bên trong đúng không? Mà bạn phải hiểu là mình đang chuẩn bị thiêu chuẩn bị ngủ. Ừ. Nó dầm một cái giật mình luôn, mình không biết là cái gì, xong mình từ mở lều ra. Thấy cái xe máy nó đổ. Thì bạn mình hiểu như nào chứ. Thế là mình chạy một phát, chạy một mạch về luôn. Nếu mà giả sử mà trong cái hoàn cảnh đấy mình mở đấy một mình mà nghe dầm thì chắc mình cũng chạy về ấy. Ừ thì ai chả thế. Đúng không? Nhưng bạn tin không? Huỳnh tin không? Tin, trước tôi gặp rồi mà. Tôi... Nhưng mà... Bạn gặp clip này. Gặp rồi, lúc nhỏ gặp nhiều rồi. Thôi ý anh em sao? Có đăng clip này không? Không được. Bạn cứ đăng lên. Không cần nhả đâu, nhưng mà thôi, đăng thì chắc không bật kiếm tiền đâu. Ừ. Đăng vậy. Tại hôm nọ nhiều người cứ bảo là làm 24 giờ ngoài nghĩa địa mình mới làm, chứ không mình chả muốn làm ấy. Ý, Huỳnh ơi. Nửa chân gà. Đỡ chân chưa? Chưa. Thế vui. Hả? Bạn xem nào, bạn ra bạn ấy cái xe về hộ không? Ok. Ôi, bạn mặc đồ đẳng ra đây, bắt về, bắt đấy. Không sợ luôn. Mình kiểu mình không tin vào ma quỷ hết, mình chỉ có tin vào cái gọi là đến cái ngày giỗ thì mình mới thờ thôi. Chứ tại vì đấy là kiểu gọi là mình tưởng nhớ, còn tin hay không ấy thì bạn cứ ngủ một đêm ở đấy bạn biết, cái mình không đùa được. Ôi, cái chuyện ngủ một đêm thì chắc chắn là mình không. Giờ vẫn chưa hoàn hồn này, Tuấn dám không? Chịu. Bây giờ bảo ra cùng Vũ lấy đồ em chịu. Đừng có nói là ngủ ở đấy. Tại sao ấy mà ban đầu ra một mình không sợ, bởi vì kiểu mình thấy cũng bình thường không sao hết, cho đến khi mình gặp cái chuyện như vậy thì mình cảm giác bây giờ mình không dám ra nữa. Đó mặt mình rồi, tái nhợt luôn này. Thực sự rất là sợ. Thôi chắc mình kết thúc clip tại đây, và clip này không bật kiếm tiền nhá, không phải câu view câu like gì hết, view của mình vẫn đang rất là ổn định. Ok, đăng lên cho bạn biết là có thật. Ok, bye bye.